Thiên nhiên là hệ thống hỗ trợ sự sống cho con người. Thiên nhiên cung cấp những yếu tố thiết yếu giúp chúng ta tồn tại và sống khỏe mạnh, từ bầu không khí trong lành mà chúng ta đang hít thở đến nguồn nước sạch mà chúng ta đang uống. Chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất tồi tệ nếu như để mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên sụp đổ. Hãy cùng chung tay ứng phó với tình trạng khẩn cấp toàn cầu này, cũng như giúp hành tinh và cộng đồng của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Trong clip này chúng ta nói đến một loài thú quý hiếm đã tuyệt chủng tại Việt Nam trong nhiều năm về trước, cũng do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan gây ra. Nhưng nguyên nhân chính là do tác động của bàn tay con người. Heo vòi hay lợn vòi còn có tên khác như lợn hôi, heo mạch, là loài thú có hình dáng giống lợn rừng, nhưng cỡ lớn hơn và chúng có cái mõm dài như cái vòi. Đặc điểm nhận dạng, chiều dài thân của lợn từ 1,8 đến 2,4 m, cao 90 đến 110 cm, trọng lượng từ 250 đến 320 kg, có khi đạt tới 400 kg. Mũi và môi trên kéo dài thành vòi ngắn, lông ngắn và dày. Đầu, cổ, ngực và nửa thân phía trước lông màu đen, từ ngang vai đến mông và bụng màu trắng bạc, bốn chân, đuôi màu đen. Bàn chân trước có 4 ngón, bàn chân sau 3 ngón. Heo vòi con khi còn nhỏ toàn thân màu đen, điểm các vết lông trắng. Khi trưởng thành bộ lông chuyển sang hai màu đen, trắng. Đặc điểm sinh thái, thức ăn chủ yếu là cỏ, cành lá cây, quả cây rụng, giun đất. Ở Thái Lan, heo vòi sinh sản vào tháng 4 và 5. Con sơ sinh có trọng lượng 6 đến 7 kg. Heo vòi sinh sống ở những vùng rừng ngập nước, ẩm thấp rậm rạp ven các sình lầy. Sống đơn độc, thích ngâm mình trong bồn nước. Hoạt động kiếm ăn nơi rừng thưa có thảm thực vật đa dạng. Phân bố. Heo vòi phân bố tự nhiên chủ yếu ở các khu rừng mưa Đông Nam Á, chủ yếu ở các nước Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và chúng có phân bố ở Việt Nam. Ở Việt Nam chưa có thông tin về loài này. Những năm gần đây nhân dân các vùng Gia Lai, Kon Tum, Moray, Ta Pok, Kon Hà Nừng, Đắk Lắk, Đắk Nông cho biết có gặp heo vòi. Hiện trạng của heo vòi còn chưa rõ. Heo vòi hiện bị tác động xấu bởi sự phá hủy rừng và sự định cư của con người, ảnh hưởng tới địa bàn cư trú của chúng. Có thể heo vòi đã tuyệt chủng tại Việt Nam. Giá trị, heo vòi là loài thú hiếm, loài thú cổ nhất trong bộ móng guốc ngón lẻ. Rất có giá trị nghiên cứu khoa học và giáo dục thiên nhiên. Heo vòi đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam năm 1992, 2000 và danh lục đỏ IUCN năm 1996. Nghiêm cấm săn bắn heo vòi, nếu khi phát hiện lại, cần tổ chức khoanh vùng bảo vệ ngay. Heo vòi được xếp hạng X trong sách đỏ Việt Nam. Loài đã tuyệt chủng.